Chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số các viên đá topaz xanh hàng thiên nhiên đã qua xử lý. Màu là xanh dương nhé, vừa hợp những anh chị là mệnh thủy này, đó. Hoặc là mệnh kim đeo được, đó. Thì đặc biệt là video này em gửi đến cho anh Tâm. Anh Tâm đang cần là một chiếc nhẫn nam sử dụng đá topaz xanh dương cho mệnh thủy. Thì được trao đổi với anh Tâm thì anh Tâm muốn làm một viên đá topaz xanh, thì không biết anh chọn màu xanh rải như nào đấy, bởi vì cái dòng topaz thì nó có rải màu xanh sáng và màu xanh đậm đấy. Thì trong video này thì em sẽ quay cho anh chị để anh chị tham khảo nhé, chọn viên đá ưng ý cho mình. Thì trên tay em đây là một viên đá topaz xanh, màu xanh rất sáng, lửa mạnh luôn. Cái rải màu này cái rải màu nhạt nhất của bên em, cái này mình nhạt nhất này đó, thì anh chị có thể so sánh cho các viên tiếp theo. Thì đây là một viên rất là sáng này, xanh không phải xanh quá nhạt đâu anh chị, bởi vì là ánh của nó là ánh sáng trắng, nó sẽ tạo hiệu ứng cho là viên đá rất là sáng, nhưng bản chất là vẫn là màu xanh, xanh dương nhẹ thôi đó. Còn những viên đậm ví dụ đằng sau thì em sẽ giới thiệu cho anh chị để anh chị có thể so sánh đó. Một viên cắt giác oval pha xét này, cắt giác kiểu mới này, bên tai game này, lửa rất mạnh luôn này anh chị này, phù hợp nhẫn nam nhẫn nữ nhé, mặt dây lắc tay đó. Thì ví dụ như cái viên cái nhẫn mà anh Nam đang yêu cầu nhẫn nam thì ví dụ trên viên đá này đi, thì em ước chừng rơi tầm khoảng 3 chỉ vàng đấy, 3 chỉ vàng vàng 18 đi đó, hoặc là anh chị có thể làm vàng 10k hoặc 14k thì khối lượng vàng sẽ giảm xuống và giá thành sẽ giảm xuống nhé. Còn anh chị có thể tư vấn, còn nó phụ thuộc vào nhiều mẫu nữa, mẫu nhẫn nữa, mẫu nhẫn sẽ quyết định khối lượng vàng, có mẫu nhẫn thì nó nhẹ vàng, có mẫu nhẫn thì nó nặng vàng, thì cái vấn đề là vấn đề về sau hậu kỳ nhé, thì bọn em sẽ tư vấn cho anh chị đó. Thì trên viên đá này rất là tuyệt vời này, em giới thiệu cho anh chị tham khảo nhé đó. Cắt giác oval rất đẹp, tuyệt vời, trong suốt, tinh khiết cao. Bên này thì mã là 11499 nhé, mã là 11499 này. Bên này bên em giao ra giá là 5.105.000, 5.105.000 đó. Anh chị ý viên đá này thì báo em nhé, giá vô cùng hạt rẻ thôi. Tiếp theo cũng là một viên oval đấy, thì anh chị có thể so sánh. Ví dụ cái viên đầu tiên là rải màu nó nhạt, thì đến viên này nó là màu rải màu nó lại đậm nhá đó. Anh chị thấy này, con giác cắt kiểu mới này, rất là nhiều giác tạo ra hiệu ứng viên đá rất sáng, rất nhiều bắt đỡ tốt, khúc xạ ánh sáng rất là cao đó, hình oval nhé đó. Màu anh chị có thể so sánh hai viên viên đầu viên này, màu sẽ thực sự chênh lệch đó, rất đẹp đấy, rất là sâu này đó. Thì ví dụ như viên đầu tiên thì nó nhỏ, thì lên mà lên khuôn nhẫn thì nó sẽ khối lượng vàng sẽ nhỏ, còn đây viên này khối lượng vàng cũng khá là lớn so với viên đầu, thì khối lượng vàng sẽ tăng lên nhé. Thì anh chị cân nhắc cái vấn đề khối lượng vàng và kích thước đá đó, rất tuyệt vời, rất là sáng, lửa mạnh này, màu xanh rất hút hồn luôn, rất tuyệt vời. Nhìn màu này rất là mát, nhìn có thể nhìn suốt ngày cũng được, không chán anh chị nhé, rất tuyệt vời. Bên này là 9,1 carat này, bên em giao ra giá là 7.415.000 nhé. Anh chị yêu thích viên đá này thì báo em nhé, giá 7.415.000. Anh chị hãy chụp ảnh lại và báo em. Tiếp theo cũng là một giải đá topaz xanh màu nó sáng. Thì đặc biệt là cái viên này được cắt giác hình đuôi cá anh chị ạ. Đấy, hình chữ nhật này, cắt giác đuôi cá này. Cái giác này thì nó mới xuất hiện trong những năm gần đây. Đó, được sáng tạo lên. Đó. Thì thường thường cái hình chữ nhật đấy, người ta mài rất là thô, cơ bản giác quốc tế, rất là ít giác, sẽ tạo cho viên đá rất là màu, rất là trầm đó. Thì khi được sáng tạo ra cái giác cắt kiểu mới này, nhiều giác cái này thì tạo viên đá rất độc đáo nhé đó, rất là sáng, độc đáo đó, đáy khá sâu này đó. Cái này mà khi lên nhẫn đấy thì cộng hưởng hiệu ứng màu vàng nữa, thì viên đá sáng hơn rất là nhiều, tạo hiệu ứng cho viên đá càng rực rỡ hơn đó. Anh chị nhẫn ví dụ nhẫn nam chẳng hạn, thì anh chị thích cái phong nhẫn mạnh mẽ thì có thể cân nhắc là chọn cái đá này nhé, rất tuyệt vời.
Đấy, rất là xanh này, màu xanh rất tuyệt vời. Giá thì cũng vô cùng ưu đãi thôi cho anh chị nhé. Bên này là mã 12064 này, 61 carat này, bên em ra giá là 6.880.000 nhé. Anh chị yêu thích viên đá này thì báo em nhé, kích thước là 10.8 x 68 x 67. Thích viên đá này báo em nhé. 6.880.000 thôi. Tiếp theo cũng là một viên rác đuôi cá cho anh chị nhé. Nhưng mà viên này thì kích thước nó dài hơn. Đó, thì anh chị nào thích cái nhu cầu mà form đá nó to và dài hơn thì có thể chọn viên này nhé. Đó. Cũng rác cũng rất là tuyệt vời, độ tinh khiết cao, chất đá xanh đều. Khúc xạ và hoạt xạ xạ rất tốt. Đấy, tinh khiết cao. Đó. Đấy, form này rất dài nhé, anh chị có thể cân nhắc làm nhẫn nam nhẫn nữ là được nhé, hoặc là có thể là mặt dây. Mặt dây tuyệt vời luôn. Đó, mặt dây thì rất là xanh. Cái form nó dài thì là mặt dây cũng ok đấy anh chị ạ. Anh chị có thể cân nhắc cái mẫu này. Đó. Bên này mã là 12057 này, 7,3 carat này. Bên em ra giá là 7.840.000 nhé. Anh chị yêu thích viên đá này báo em nhé. Tiếp theo cũng là một viên đá topa màu xanh sáng. Nhưng là điều đặc biệt là giác cắt nó là sự tổng hòa giữa hai kiểu cắt, có nghĩa là kiểu cắt oval với kiểu cắt hình hình chữ nhật nhé anh chị ạ. Đó, viên hình chữ nhật được bo tròn bốn góc để tạo hiệu ứng rất là mềm mại và chắc chắn khỏe khoắn nhé. Đấy, rất nhiều giác luôn, đáy rất là sâu. Đó, độ tinh khiết cao. Đó, form thì cũng khá phù hợp với nhẫn nam đó, hoặc là nhẫn nữ. Muốn chị nào thích cái phong cách nó to quý bà đó, hoặc là anh chị có thể làm mặt dây nhé, rất tuyệt vời, màu xanh rất là sáng và đậm. Đó, tuyệt vời. Bên này thì mã là 12060 này, 7,4 carat này, bên em giao ra giá là 7.920.000 nhé. Kích thước thì 12.6 x 9.5 x 7.1. Anh chị yêu thích viên đá này báo em nhé. 7.920.000 thôi. Tiếp theo cũng là một viên pha trộn giữa hai phong cách là chữ nhật và oval nhé. Đó. Thì viên này kích thước là lớn hơn thì phù hợp với anh chị thích cái phong cách nó lớn. Đó. Thì như viên đá lớn như này thì khi mà lên vàng thì đòi hỏi thì khối lượng vàng phải tăng lên. Đó, đó là vấn đề tất yếu rồi, tỷ lệ thuận với nhau. Đấy. Thì các bạn phải đi tương đồng với vỏ nhẫn. Đấy, thì khối lượng vàng sẽ tăng lên. Anh chị cân nhắc điều này. Đó. Thứ hai là cái khối lượng vàng đấy. Khối lượng vàng thì nó khối lượng vàng phụ thuộc vào cũng tỷ lệ thuận với với vàng. Đó, anh chị có thể làm bằng 10k thì khối lượng sẽ giảm xuống so với 18k. Đó, sẽ cân nhắc điều đấy. Đây, bên này khá lớn này, to đẹp. Rất nhiều các mục đích sử dụng cái viên đá này. Tuyệt vời. To luôn. Đấy. Bên này 7,9 carat này, số đất đen là thần tài lớn luôn này. Giá là 8.320.000. Đó, anh chị yêu thích viên đá này báo em nhé. 8 mã là 12061, 8.320.000. Tiếp theo, em giới thiệu cho anh chị cũng là dòng đá topa thiên nhiên đã qua xử lý. Những cái màu giải màu nó đậm hơn nhé. Đó. Nó màu xanh dương đen này. Đấy. Thì màu xanh dương thì chưa chuẩn mệnh thủy rồi. Và màu đen cũng chuẩn mệnh thủy rồi. Đó, thì anh chị có thể cân nhắc với đá này. Màu này rất là thâm trầm nhé, có chiều sâu. Đó. Màu này thì người ta nếu mà người trong thiên nhiên người ta sẽ lầm tưởng là sapphire đấy. Đó. Nếu mà ngoài thiên nhiên mà gặp viên đá mà như này. Đó. Dễ lầm tưởng là sapphire. Đấy, bởi vì cái màu của giải màu của nó thì gần giống màu sapphire xanh dương như này. Bên này là các sắc đuôi cá nhá anh chị nhá. Anh chị thích viên giải kiểu đá như này thì có thể chọn cái viên này nhá. Đấy, màu rất là có chiều sâu, hút hồn luôn. Đó, đuôi cá này. Bên này thì cũng khá là gọn gàng thôi. Đó. Đéo rất là sang trọng.
Bên này là mã là 12066 này, 4,1 carat này. Bên em giao ra giá là 6 triệu 150 nghìn nhé. Anh chị yêu thích viên đá này báo em nhé. Tiếp theo cũng là một viên top 3 đuôi cá. Cái này thì nó to hơn một chút so với viên đầu. Đó. Màu rất là ok. Cái này mà lên vàng nữa. Cái hiệu ứng của vàng nó hắt lên viên đá để viên đá sẽ đẹp hơn rất nhiều anh chị nhé. Anh chị có thể cân nhắc cân đối, có thể là vàng vàng trắng hoặc vàng vàng đều đẹp. Em lên tay, em lên tay con giữa tay em cũng khá nhỏ thôi, anh chị có thể cân nhắc. Đó. Bên này thì mã là 12072 là 4,65 carat, bên em giao ra giá là 7 triệu 580 nghìn nhé. Anh chị hữu duyên viên đá này báo em nhé. Tiếp theo cũng là một viên oval lai với hình chữ nhật đó, cũng là màu rất là hay này, màu dễ lầm tưởng là sapphire đây anh chị ạ. Nếu mà không quen đấy, người không quen người ta sẽ dễ bị lầm tưởng. Đó, rất hay. Rất tuyệt vời. Đấy, gọn gàng này thôi. Đó. Đấy, cái này được tay em chế tác ra các kiểu mới, rất là sáng. Bên này là mã là 12069 là 41 carat, bên ra giá là 6 triệu mốt nhé. Tiếp theo rồi, viên này rất là đẹp luôn anh chị này. Đó thì nếu mà anh Tâm mà thích cái viên đá hình oval vuông chữ nhật như này thì có thể chọn viên này nhé, rất đẹp đấy, em khuyên chân thành luôn. Đó. Size cũng khá là ok, vừa phải, không quá to không quá nhỏ, màu sắc thì nó đều đấy, giải màu ok, lửa tốt đấy, thì em khuyên chân thành đó, vấn đề lựa chọn của anh chị thôi, anh chị thấy phù hợp thì chốt thôi. Viên này là mã là 12068 này, 4,95 carat này, bên em ra giá là 6 triệu 950 nghìn nhé. Anh chị yêu thích thì báo em nhé, anh chị xem tham khảo cho em.